Hoàng Đức nhận lóc tay cao chưa từng có trong lịch sử V-League. Tiền vệ Hoàng Đức chính thức xác nhận rời thể công việc Teo, gia nhập bến đổ mới với khoản lóc tay cao chưa từng có trong lịch sử V-League. Sau nhiều đồn đoán, tương lai của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng được sáng tỏ. Trong buổi làm việc với ban lãnh đạo thể công việc Teo sáng ngày 22 tháng 7, tiền vệ gốc Hải Dương chính thức xác nhận sẽ rời đội bóng sau khi bản hợp đồng cũ sẽ đáo hạn vào ngày 11 tháng 1 năm 2025. Trước đó, Hoàng Đức đặt ưu tiên gia hạn với đội bóng áo lính, nhưng thời gian qua thể công việc Teo đã không có những động thái tích cực. Theo tìm hiểu, trong buổi gặp gỡ mới nhất, đội bóng áo lính đã đưa ra bản hợp đồng khủng để thuyết phục tiền vệ sinh năm 1998 nghỉ lại. Tuy nhiên, Hoàng Đức xin phép được từ chối vì đã có hướng đi mới. Hoàng Đức chắc chắn sẽ không xuất ngoại như dự định ban đầu. Hoàng Đức đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với ông bầu đang nổi đình đám ở sân chơi V-League. Chi phí lót tay, chế độ lương thưởng không được hai bên tiết lộ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Bóng Đá Pool, con số mà Hoàng Đức nhận được cho bản hợp đồng này có giá trị không dưới 30 tỷ một ba năm. Điều này cũng giúp tiền vệ sinh năm 1998 trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Hoàng Đức sẽ rời thể công việc Teo sau ngày 11 tháng 1 năm 2025. Dù đã ký hợp đồng với ông chủ mới nhưng bến đỗ chính thức của Hoàng Đức sau khi rời thể công việc Teo vào tháng 1 năm 2025 vẫn chưa được xác định. Tiền vệ này có thể sẽ đầu quân cho hai đội bóng phía Bắc đang chơi ở V-League và cũng không loại trừ khả năng sẽ xuống chơi cho đội bóng tân binh của giải hạng nhất ở nửa mùa giải còn lại. Trong những chia sẻ mới nhất với truyền thông, huấn luyện viên Đức Thắng cũng thể hiện sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay Hoàng Đức. Dẫu vậy, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn sẽ phải cống hiến trọn vẹn cho thể công việc Teo cho đến khi bản hợp đồng khép lại vào ngày 11 tháng 1 năm 2025.